Sài Gòn với Thi luôn là một thành phố tràn đầy sức sống và nơi đó thì có mẹ. Mẹ Thi rất cool và thuộc tiếp người phụ nữ hiện đại, bắt kịp những xu hướng cực hot của giới trẻ đó nha. Những món ăn ngon nhất tại Sài Gòn mà Thi biết đều là được mẹ đưa đi ăn và đây là quán cơm tối quen thuộc của hai mẹ con. Dĩ mẹ. Không con, mình ghé đổ xăng đi đã rồi, để con đi phượt cho thoải mái. Mẹ yên tâm, con đổ xăng đầy bình rồi, với lại cái dòng Yamaha Grande này á, không có lo về xăng nước. Con đổ đầy bình như thế này á, là mình sẽ dư sức chạy đi chạy về luôn. Thi và mẹ đã lên kế hoạch đi glamping tại Hồ Tràm Xuyên Mộc. Hai mẹ con sẽ di chuyển đến địa điểm bằng chiếc xe Yamaha Grande với nhiều tính năng nổi bật. Đến phần này do đường đi hơi trúc trắc nhưng mà do Yamaha Grande giúp mẹ con mình vượt chướng ngại vật thật là dễ dàng. Cảm ơn mẹ vì biết là con có mặt bên cạnh con trong tất cả những hành trình mà con đi qua. Chỉ cần con gái mẹ muốn á thì mẹ luôn đi cùng con. Thì con 10 năm 20 năm nữa nha. Ừ, chắc chắn vậy đó anh. Trời thơm lắm luôn á mẹ. Vậy hả? Mẹ ăn đi. Mẹ coi nè. Mình chạy từ sáng tới giờ quá trời luôn á nhưng mà vẫn còn đủ xăng để hai bà con mình chạy về luôn á. Wow. Đúng là cái dòng Yamaha Grande này sẽ tiết kiệm xăng luôn mẹ ha. Ừ. Đã đẹp rồi con á, tiết kiệm xăng nữa. Hoàn hảo vậy thì ai chịu nổi. Thôi đi về mẹ ơi.